Xin chào quý vị và các bạn. Các loại máy lọc nước trên thị trường hiện nay thì ngày càng được cải tiến để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Một trong số đó chúng ta phải kể tới công nghệ bổ sung hydrogen trong nước của một số loại máy lọc. Nước hydrogen thì sẽ có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của người sử dụng, ví dụ như là bổ sung thêm các khoáng chất hay là tăng cường hấp thu, khả năng bù nước cũng thế. Ngoài ra thì còn giúp chúng ta làm đẹp, bởi vì nước hydrogen thì có khả năng đó là loại bỏ các chất gây oxy hóa hay là những loại chất gây ra quá trình lão hóa. Ngày hôm nay Kim Huệ sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc máy lọc nước như thế, cũng chính là một chiếc máy lọc nước đang được rất nhiều người tiêu dùng mua sắm tại MediaMart, đó chính là chiếc máy lọc Coex 10 cấp hydrogen VKP7110. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn nhé. Chiếc máy lọc này có thiết kế không vỏ, gọn gàng, bạn có thể dễ dàng lắp đặt trên hay dưới kệ bếp của mình, đều rất tiết kiệm không gian cho căn phòng sử dụng. Với công suất lọc 15 lít trên giờ, đặc biệt bình chứa tới 10 lít thì sẽ tối ưu hóa nhu cầu sử dụng của các gia đình. Đặc biệt thì bình chứa được làm bằng nhựa cao cấp sẽ giúp đảm bảo nước của chúng ta tinh khiết, đồng thời sẽ ngăn chặn nguy cơ vi khuẩn xâm nhập. Máy lọc nước Coex VKP7110 có rất nhiều ưu điểm mà chúng ta không thể bỏ qua, như ngăn chặn bùn đất reset, các tạp chất trong nước, khử mùi clo dư, mùi tanh trong nước, loại bỏ các kim loại nặng, arsen, amoni, mangan, chì, thuốc trừ sâu độc hại, loại bỏ các vi khuẩn, virus hay là các tác nhân gây bệnh, tăng oxy hòa tan trong nước, chống lão hóa và ngăn ngừa khô da. Quý vị thân mến, đây là một chiếc máy lọc nước uống trực tiếp, nước sau khi lọc thì hoàn toàn tinh khiết, có thể sử dụng ngay mà không cần đun sôi. Mọi người cũng có thể nhìn thấy ở đây là 10 lõi lọc đây ạ, tương ứng với 10 cấp độ lọc, vô cùng tuyệt vời với công nghệ tiên tiến. Bởi vậy nước sau khi lọc xong chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mà rất yên tâm về chất lượng, đồng thời là bổ sung ngay khoáng vào trong nước khi đã lọc ạ. Bộ ba lõi lọc cơ bản 1, 2, 3 nằm ở bên dưới cùng, bộ ba lõi lọc nâng cao cùng 4 màng lọc nằm ở phía trên. Trái tim của máy lọc nước chính là bộ lõi lọc. Đối với máy lọc nước, để có thể đạt hiệu quả lọc cao nhất thì yếu tố quyết định chính là lõi lọc nước. Việc lọc sạch vi khuẩn, tạp chất, hóa chất hay là mềm nước tăng độ pH, tăng khoáng chất trong nguồn nước đều do bộ lõi lọc nước quyết định, nhằm đem đến cho khách hàng một sản phẩm tốt nhất, những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Thì máy lọc nước Coex VKP7110 sử dụng lõi lọc LG sản xuất tại Hàn Quốc. Lõi lọc LG có cấu trúc ưu việt, giúp mang lại lượng nước thẩm thấu qua màng nhiều hơn do mật độ mắc lỗ cao và cấu trúc bề mặt màng đồng đều. Công nghệ nano giúp màng lọc RO LG kháng khuẩn, ngăn tái nhiễm khuẩn hiệu quả, có độ bền cao hơn do vật liệu đạt mức độ hoàn hảo hơn. Như Kim Huệ đã giới thiệu thì đây là một chiếc máy lọc nước hydrogen, tức là kết hợp giữa máy lọc nước tinh khiết RO và loại tăng pH. Hydro sẽ được tạo ra nhờ quá trình phản ứng giữa khoáng chất và nước. Khi đó thì hệ thống lọc sẽ tạo ra nguồn nước có tính kiềm. Ngoài ra thì còn có tác dụng chống oxy hóa, sẽ có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe của người sử dụng. Máy lọc nước Coex tạo nguồn nước đầy đủ khoáng chất, giàu hydrogen tự nhiên, tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Và từ đó thì sẽ giúp chúng ta cải thiện tình trạng gút này, hoặc là giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi hay là thanh lọc cơ thể. Ngoài ra thì cũng cải thiện tình trạng giảm năng lượng nhờ việc trung hòa các gốc tự do, hay là việc chăm sóc sắc đẹp nhờ cái tốc độ thẩm thấu qua da rất nhanh. Có thể nhận thấy máy lọc nước Coex 10 cấp hydrogen có thiết kế không vỏ, nhỏ gọn, dễ dùng, phù hợp với tất cả mọi gia đình. Và để sở hữu sản phẩm này, quý vị chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 3 triệu đồng, bảo hành 24 tháng. Không chỉ có vậy, khi quý vị mua hàng tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart sẽ được nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật ở đường link bên dưới video này. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart ngày hôm nay. Nếu quý vị có còn thắc mắc gì hay cần tư vấn thêm, chúng ta có thể trực tiếp truy cập vào website thegioidienmay.com hoặc mediamart.vn. Ngoài ra, mọi người cũng có thể gọi điện thoại đến tổng đài 1900 6788. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.